Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với 8 điểm cầu Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi lớp số lượng không quá 30 người. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ đảng viên được quán triệt kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Thông qua học tập nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên quần chúng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.